đèn mờ theo hơi khói, chuốc tâm tư vào đêm vắng cành xài. Quãng đời tôi. Mặc dù sản xuất ra mục đích là loa karaoke, nhưng mà nó nghe nhạc thì lại tuyệt vời cho các bạn ạ. Nghe nhạc không khác gì loa nghe nhạc. Giải lời và giải chép quá xuất sắc. Một bát một chép, bát 20 và một loa chép. Giá 3.3 triệu, cái căng phẳng, rất đẹp luôn. Loa sản xuất tại Nhật anh em nhá. 150W tối đa, 50W. 6.3 ohm. Thực tế thì nó chỉ 50W thôi. Nó không có chuyện mấy trăm watt một cái loa này đâu anh em nhá. Đấy. Loa đẹp nha, vuông thành sát cạnh là đẹp. Đấy. Anh em chơi những con âm ly vừa tiền của Nhật là được hết. Hoa nào mà không phôi phai sắc hương, ân tình nào mà không gây phấn vương. Cái căng phẳng nên là rất bắt mắt, nó đặt nằm hoặc đặt đứng đều được. $3.3 triệu. Chiều cao của loa, chiều dài là 45, chiều sâu, chiều ngang thì tầm khoảng 25. Đấy. Nghe tiếng mỹ mãn luôn. Nói chung tầm giá là quá vô đối trong tầm giá về chất âm. Nếu mà nói khẳng định là so với dòng loa bow ấy, loa bow thì hát karaoke nó hay. Nếu vừa nghe nhạc ấy, thì đôi loa này lại dễ nghe hơn so dòng loa bow. Bởi vì tiếng nó rất là kiểu bolero, kiểu nhạc vàng. Bát chép, chép lời nó mềm hơn. Chặt tay để ghi phút vân. Xin chào, hẹn gặp lại.